Sáng nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức buổi làm việc để khảo sát lấy ý kiến về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của Viện Kiểm sát Nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ và Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến tham dự và chủ trì chương trình làm việc. Tại buổi làm việc, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cùng trao đổi lắng nghe ý kiến của lãnh đạo Tỉnh ủy, các cơ quan, ban ngành liên quan của Thừa Thiên Huế về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát Nhân dân địa phương, đánh giá chất lượng, uy tín, phẩm chất đạo đức, thái độ, tác phong làm việc của cán bộ, kiểm sát viên địa phương, vai trò vị trí và mối quan hệ giữa Viện Kiểm sát Nhân dân với cấp ủy, chính quyền và cơ quan ban ngành địa phương. Tại chương trình làm việc, các ý kiến tham gia đề xuất tập trung vào một số vấn đề quan trọng về cơ chế đảm bảo tăng cường kiểm soát quyền lực nhà nước đối với các cơ quan tư pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hiện chức năng nhiệm vụ của Viện Kiểm sát Nhân dân trong thực hành quyền công tố, kiểm soát các hoạt động tư pháp, về tăng cường vai trò trách nhiệm của Viện Kiểm sát Nhân dân trong phối hợp giữa các cơ quan trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, vấn đề tăng cường trách nhiệm của Viện Kiểm sát Nhân dân trong bảo vệ lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng. Đây cũng là cơ sở đề xuất nội dung cải cách tư pháp trong Viện Kiểm sát Nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.